Chiều nay, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã có buổi làm việc với binh chủng đặc công về tình hình thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, công tác đảng, công tác chính trị năm 2021 và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Trong thời gian qua, binh chủng đặc công luôn nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, sự lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Có nhiều chủ trương, giải pháp, lãnh đạo chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và quân đội, như Đại hội lần thứ 13 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Binh chủng đặc công luôn coi trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, nâng cao khả năng cơ động, xử lý nhanh các tình huống, không để bị động bất ngờ. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được coi trọng và triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ. Binh chủng coi trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cho cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ binh chủng và các tổ chức cơ sở đảng trong toàn đảng bộ được nâng cao, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên được phát huy. Đây là những cơ sở hết sức quan trọng để toàn binh chủng luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất. Đại tướng Lương Cường ghi nhận và đánh giá cao kết quả binh chủng đặc công đạt được trong huấn luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu và hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu thời gian tới, binh chủng đặc công tiếp tục tập trung lãnh đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong thực hiện nhiệm vụ, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Bộ Quốc phòng xử lý tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ. Coi trọng xây dựng ý thức chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội cho cán bộ chiến sĩ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa các biểu hiện sai phạm, xây dựng nội bộ đoàn kết, tổ chức lực lượng đặc công cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đánh giá chất lượng đảng viên chặt chẽ, thực chất, dân chủ, tạo được sự đồng thuận cao. Thường xuyên tổ chức tốt các phong trào thi đua, tạo động lực để mỗi cán bộ, sĩ quan, chiến đấu viên, chiến sĩ thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ.